sự đam đau, chẳng còn ai chung bước. Thực sự em chẳng hiểu ý nghĩa của anh, sẽ xin lỗi trước. Nhưng điều em đã nghĩ thực sự không như ý. Những thứ anh quan tâm lúc này chẳng phải em. Ngày hôm nay ta sẽ sẽ khiến anh phiền lòng, nên em cũng chẳng nói. Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần. Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm. Em muốn quan tâm thế nào là vừa lòng, em muốn yêu nhau thế nào là một lòng. Em hãy chỉ ra vấn đề dù dài dòng, có thể cho anh biết không? Anh đang lo toan mỏi mệt vì cuộc sống, anh nghĩ hôm nay anh cần một khoảng trống. Ta nên chia tay để tìm người hàng mong, có phải không? Ngày hôm nay ta sẽ em buồn từ anh chưa một lần hỏi. Ngày dần sẽ khiến anh phiền lòng, nên em cũng chẳng nói. Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần. Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm. Đoạn đường mai người bước bên anh không là em nữa. Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây niềm đau đã quá thừa. Có thể dấu vết thương trong lòng, nhưng chẳng thể dấu hết nỗi thất vọng. Có thể giấu hết đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Hãy subscribe.